Xin chào mọi người, bây giờ lâu lắm rồi tôi lại quay lại với chúng ta với bài học về Tom Bomb để bổ sung các kiến thức cho chúng ta có thể áp dụng vào trong chương trình làm phim hoạt hình của chúng ta. Để các bạn chú ý là khi các bạn làm phim hoạt hình đến tạo một kênh để có thể kiếm tiền được mà chúng ta làm thì công việc cũng rất là vất vả, cần phải có một cái niềm đam mê. Đấy, các bạn phải chú ý là cần một niềm đam mê. Thế thì mình thấy so với phần mềm Moho hoặc là Anomie và phần mềm JTalk Animator thì mỗi phần mềm nó có một ưu điểm. Đối với JTalk Animator nó nhanh hơn nhưng mà nó lại không làm được những các cảnh ngoài ý muốn, ví dụ như là những cái hoạt động 3D là nó hầu như là không có. Đấy, mà chỉ có quay nghiêng mặt đằng front và đằng side thôi. Chúng ta phải làm những cái cảnh mà nó chủ yếu là dùng cái mẫu tạo trước. Cái đối với cái này thì chúng ta có thể làm được nhiều cái khác nhau. Đấy, ví dụ chẳng hạn như bây giờ các bạn muốn rigging một con vật như hình vẽ, như là đây tôi vẽ cho các bạn thấy là chúng ta rigging một con vật thì nó cũng rất là đơn giản. Ví dụ ta vẽ một con rắn như này. Đấy, tôi vẽ bằng chuột nó không được được to lắm, được mịn lắm đúng không? Tôi làm lại nha. Các bạn nhìn nha. Đấy, các bạn nhìn theo tôi nha, con rắn này. Đó, có cái mồm này. Đó. Rồi, con rắn này. Con rắn hoặc là con bò sát cũng được. Rồi, chúng ta coi như con rắn đây đến đây nhé. Thế thì các bạn vẽ cho tôi ví dụ như là phần này là con rắn màu, nó có màu đấy. Đấy. Cho nó, chúng ta nhìn cho nó, nhìn cho hấp dẫn đúng không? Rồi bây giờ chúng ta sẽ đổ màu đây. À, đây là một con rắn, con đầu nó màu này chẳng hạn. Đấy. Cái này chúng ta thấy là rất nhanh đúng không? Bên kia phải tạo bên Photoshop rất là lâu. Thế thì chúng ta vẽ con rắn này vào. Đó. Thì đây là cái thân, cái phần đầu, phần đuôi tôi vẽ tiếp phần đuôi, các bạn vẽ phần đuôi được, và các bạn vẽ phần đầu. Đây là tôi muốn hai phần khác nhau. Thế còn để cho nó uyển chuyển đến đây thì các bạn tạo một cái extend exposure nhá, cho nó ra một đoạn dài. Thì bây giờ chúng ta đặt cái này là gọi là đuôi. Lớp này là lớp đuôi. Đuôi thì chúng ta vẽ đây. Đấy, chúng ta chọn một cái insert cell để tạo một cái khung mới. Rồi chúng ta tạo vẽ cái đuôi. Thì tôi sẽ nói về kỹ thuật làm xương cho nhanh. Đấy, cái đuôi thì ta cũng động chạm đến đây. Đấy. Ta vẽ dài này. Ví dụ như nó đến đây chẳng hạn đó. Vẽ chuột nó không được mịn, ta mua cái bàn bút vẽ hay tốt hơn. Các bạn cho nó khoanh vào đúng không? Đấy, tôi khoanh khoanh này nhá. Bạn có thể sử dụng nhiều loại công cụ khác nhau. Đấy, như hôm trước tôi nói công cụ tên là công cụ thứ. Thì ở đây chúng ta nối cái này vào đây để chúng ta bịt chỗ này đi, chúng ta tô phía trên đúng không? Tôi tô lung tung rồi cho rắn nhiều màu. Rồi phần đuôi phần đầu. Đấy, bây giờ các bạn sẽ làm cho
đuôi ngọ ngoại đầu ngọ ngoại được. Bây giờ chúng ta sẽ cho cái đuôi làm phần con của đầu. Đây, ta đặt vào đây nhé. Đấy, và các bạn extend nó ra đây, ta mở rộng ra. Đấy, rồi xong. Đấy, bây giờ chúng ta đã xong. Giờ chúng ta sẽ zigging nó. Các bạn ấn phím X cho nó to lên. Đây, thế thì chúng ta chọn một cái phần công cụ có tên là công cụ Bond. Đó, chúng ta vẽ Bond nhé. Đó, chúng ta vẽ từng cái một. Cái này là con của cái này đúng không? Bây giờ chúng ta sẽ tạo này. Đây, cái đầu nhá, đầu chưa há đâu. Đây là tôi đang vẽ, gọi là vẽ thử thôi. Đấy, các bạn chú ý này, chúng ta vẽ tiếp, chúng ta vẽ tiếp lên đây. Đấy, rồi chúng ta là phần đầu. Bây giờ chúng ta vẽ cái máy tính của tôi nó loại cổ lỗ sĩ, hơi chậm đúng không? Rồi, đây là phần đầu nhá. Thế bây giờ ta vẽ đến cái phần đuôi. Đuôi thì đây các bạn tạo một cái mới đúng không? Đấy, hoặc các bạn lấy cái này, con này tiếp tục cũng được. Chúng ta vẫn đây. Bây giờ các bạn chọn xong. Rồi các bạn trên mỗi một đoạn thì các bạn ấn nút là add keyframe đúng không? Đó, keyframe từng khúc một. Cái này là chúng ta có thể cho nó chuyển động. Đến đây chẳng hạn, đây các bạn thêm một cái keyframe nữa. Đó, các bạn chuyển động. Đây các bạn, đây các bạn add keyframe, đây các bạn chuyển động. Các bạn ấn phím Y trên bàn phím nhé, Y ngắn. Đây các bạn ấn Y ngắn cái rồi nhé. Tiếp tục rồi các bạn đến đây, các bạn có thể điều chỉnh con rắn theo ý của mình. Đấy, y này đấy, y là keyframe các bạn. Đầu này y phát này. Đầu các bạn này, nhân con rắn này các bạn cho này xuống đó. Và các bạn uốn cái này này đó, uốn cái này này, uốn này. Bây giờ chúng ta nhìn thấy nhé, các bạn chạy nhé. Các bạn cho lặp lại này. Ví dụ đây là tôi vẽ rông dài thôi. Đấy, đấy. Thì chúng ta thấy là cái xương của chúng ta đã chuyển động. Thế còn một cái nữa là tôi muốn nói đến với các bạn là cái phần, ví dụ như là chúng ta muốn điều chỉnh cái xương của chúng ta mà nó ảnh hưởng đến toàn bộ khu vực này, ví dụ như chỗ này chẳng hạn nhé. Thế các bạn ấn vào cái nút này, các bạn ấn nút này, các bạn nhìn thấy này,
cái chỗ trên thuộc tính này có cái chỗ là elliptical đó, phần ảnh hưởng của xương nhé. Thì các bạn thấy là chúng ta có thể điều chỉnh để cho nó bám vào, nó sẽ tác động đến phần nào. Thì cái phần mà điều chỉnh ảnh hưởng của xương này nó nằm ở chỗ đây nhá, elliptical này đấy. Các bạn chú ý là chú ý cho tôi nhá. Rồi, thế là các bạn đã hiểu vấn đề rồi. Thế còn bây giờ các bạn muốn nêu một nhân vật trở thành một nhân vật để lần sau mang tiếp ra dùng, thì các bạn có thể chọn là export movie đấy, hoặc là các bạn chọn export PDF cũng được đấy, hoặc các bạn save as cũng được đấy. Các bạn save as nhé, thì đuôi tên là cái gì được thì nó sẽ hiện ra. Ngoài ra thì các bạn có thể xem nào, để tôi tìm lên thuộc tính làm khác nữa để cho các bạn thấy. Tôi sẽ những cái này nó liên quan đến xương thôi, để tôi xem còn có phần nữa khác không. Nhưng mà không có raw view vân vân. Cái này là phiên bản cuối cùng của studio à, nhưng mà nói chung là tương đối ngon. Rồi, thế bây giờ các bạn cất thành PDF cho tôi nhé. Cất thành PDF hoặc là save as file được, sau mang ra dùng. Đấy là tôi vừa dạy xong cho chúng ta cái kỹ thuật là rigging một xương cho một con rắn hay một con giun gì đấy, thì các bạn có thể là làm nó chuyển động rất là tốt. Đấy, ví dụ mềm dẻo. Đây đây là cái gốc của xương, các bạn có thể và các bạn có thể co giãn nhé, các bạn có thể co giãn này. Đúng không? Đó, chứ không phải nhất thiết là cứng ngắc như thế đâu, rất là mềm mà. Đó, đấy là những cái mà tôi dạy các bạn. Vậy bài học hôm nay đến đây là hết. Chúc các bạn vui vẻ.